sáng sớm đi làm nhiều lúc mệt lắm nhưng không dám than phiền vì kiếm thêm chút tiền đàng ca. Buồn thì buồn nhưng mà rất vui, vui là khi có anh em đồng nghiệp chia sẻ, nào là bạn bè, nào là anh em, nào là cô chú bác gần xa, mình cùng tụ họp về đây là kiếp sống tha phương. Anh cũng từng trải qua kiếp sống là phúc lắm rồi người.